Đây là màn khởi động, trận đấu đang chuẩn bị bắt đầu. Long Kỳ đã có mặt tại sân bóng chèn Thuận Lợi, phường Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai. Và kèo này cũng là người đại diện cho sân Phan Rang là Vũ Sinh Anh. Còn đây là Long Kỳ, Vũ Sinh Anh đại diện cho sân Phan Rang kèo này. Và có 9 kèo chuẩn bị chiến đấu thôi các bạn ơi. Đây là ngày 26 tháng 6 2020 tại sân bóng chèn Thuận Lợi, hẻm 1811 Bùi Hữu Nghĩa, Biên Hòa, Đồng Nai. Còn đây là những người anh em tháp tùng cùng Long Kỳ là Quyền Nam, là Quy Con và tất cả anh em Hải Phòng đang có mặt tại đây. Các bạn thấy như thế nào? Khán giả đang rất khủng, rất khủng, chuẩn bị cho kèo chiến này. Đây có thể nói là trận đấu kèo hạng, kèo đấu của Long Kỳ và sang Phan Rang. Các bạn thấy không, hiện tại bây giờ có thể nói 99.000 khán giả đang có mặt tại sân đây, rất khủng khiếp các bạn ơi. Quá sung, quá sung các bạn ơi. Đây là áo đỏ quần đen là Vũ Sinh Anh đại diện cho cái kèo này. Còn đây là sân của Úc An và anh Chí, phường Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai. Các bạn thấy như thế nào? Hiện tại bây giờ Long Kỳ đang béo lên 75 cân rồi các bạn ơi. Trước đây thời đỉnh cao của Long Kỳ có 58 cân thôi, bây giờ nó 75 cân rồi các bạn à. Còn đây là Quyền Thoại Ba Đĩa, còn đây là Lâm chủ sân bốn chiến xanh cũng có mặt tại đây dự khán trận đấu này. Đây là nhóm anh em của bốn chiến xanh Lâm và các anh em cũng có mặt tại sân đây chứng kiến trận Long Kỳ và San Fran. Quá vui, quá ghê các bạn ơi. Có thể nói trận đấu kìa đây. Còn đây là sang Phan Rang, sang Phan Rang. Và trận này Đại Lâm là đại diện cho trọng tài liên quan xử trong hay trong ngoài hay ngoài nha các bạn. Đây rồi, một lần nữa xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe, chuẩn bị xem bóng của bạn. Cuộc chiến bắt đầu thôi. Còn đây là cái nhóm rất ghê gớm và gớm ghê. Trầm Dên, một trong những người truyền hai cho Jun và Rít, rất ghê gớm tại sân bóng chuyền xanh. Đây là Jun, nhìn kỹ đi. Còn đây là ông bầu đội đô linh, bầu của Ly Hô, bầu của Ly Hô đang có mặt tại đây xem dò cản của đẹp Việt Nam chúng ta. Bầu của Ly Hô cũng đang có mặt tại đây các bạn. Rồi chuẩn bị vô chiến thôi các bạn ơi. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Hiện tại bây giờ kèo này đang rất khủng và rất khủng nha các bạn. Đây là sang Phan Rang, còn bên kia là Long Kỳ khởi động chuẩn bị cho cuộc chiến này các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các bạn thấy giới xe và le và xe, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là nhóm anh em của Hải Phòng chuẩn bị cho kèo này thôi các bạn ạ. À, 4 nốt nhạc Long Kỳ đánh qua 4 cây, Samaran đỡ được 4 phát, Long Kỳ sẽ thua 1 điểm biên. Các bạn hãy chờ xem. Còn đây là Vũ Sinh Anh, người đại diện cho Phan Rang. Đây là cái nhóm của Gò Sòi, Quá Ghê và Quá Ghê. Ok,